Ok, đằng trước đây là mỏ đá phong phú, là cái đường mà Google Maps nó dẫn mình đi đây. So với cái đường hôm bữa, cái đường hôm bữa đi đi từ đập hồ xong đi ra vào ban đêm á, thì mình cứ đi thẳng một đường đi ra thôi. Thì nó dẫn mình tới một cái lò rè kế bên một cái quán cơm. Nhưng mà trên cái đường đi ra thì mình đi ngang qua, xuyên qua một cái nghĩa địa cũng khá là ghê. Có lẽ là cái đường đó là cái đường mà dân địa phương sử dụng để đi lại nhiều hơn là cái đường này. Đường này thì chắc là chủ yếu là dành cho xe vào mỏ đá đi ra đi vô thôi. Mà cái đường đi từ phía đập lòng sông đi ra phòng ngoài quốc lộ 1A mà công nhận là nó nát còn hơn là nát nữa. Đi nó tức rực rồi, chắc cũng phải ngang nát, cũng phải ngang ngửa với cái đường phía đằng trước rồi. Đúng rồi, cái đường này chỉ dành cho xe tải đi ra đi vào thôi. À, phía đằng trước có nhà dân kìa. Nói chung là đi mà gặp, đi trong mấy cái đường sâu xấu mà gặp nhà dân nó cảm thấy nó cũng khá là yên tâm. Không phải là nhà dân mà là chốt kiểm tra gì đó. Đối với mấy cái đường như vậy tốt nhất là không nên chạy quá nhanh, xe nó nặng, rất là nặng, nên bất cứ một khoảnh khắc nào mà bất cẩn hoặc là hơi giỏi gì một tí xíu là xe nó sẽ bị trượt đi. Mà với một chiếc xe mà nó nặng như vậy á, khi mà nó trượt đi mà mình cố mình chống mình kéo lại á, thì mình chỉ có thiệt thân thôi, gãy tay gãy chân á. Nên tốt nhất khi mà nó bị trượt rồi á, thì đối với những cái xe nặng như thế này cứ để thả cho nó trôi tự do luôn. Còn người thì nên né ra, né được thì cứ né ra. Đó. Đường xấu thiệt, xấu hơn so với cái đường bữa họ mình đi xuyên qua cái nghĩa địa phía ngoài kia. Nhưng mà trong này thì mình cũng tiếp tục là đi xuyên qua thêm một cái nghĩa địa khác. Có lẽ là lúc ra mình sẽ đi theo cái lộ trình ngày hôm trước mình đi thì nó dễ đi hơn là cái lộ trình này. Cái lộ trình này nó thứ nhất là cái đường nó khó đi hơn, và thứ hai là vắng vẻ quá. Đi mấy cái đường này như vậy nó mất sức lắm. Nhất là tới đây mà trời nó nắng như thế này nữa chứ.
thời gian đầu á, mới chơi còn sung sức đổ tùm lum la thứ, muốn gắn đủ thứ ở trên xe đó để cho làm sao cho cái xe mình nó thật là ngầu, nó thật là hầm hố, rốt cuộc là nó làm cho cái xe nó nặng quá trời nặng luôn. Cái xe bình thường nó đã nặng rồi, tất cả những mấy cái chiếc ADV mà nó thuần touring một tí xíu là nó nặng lắm, mà không nói đến những con ADV mà nó hơi hướng nó approach như mấy con KTM Đức, đúc KTM 790 ADV hoặc là dòng sau này là 890 hoặc là con 390 ADV. Mấy con nhà KTM thì nó hơi hướng nó đi off-road nhiều hơn là on-road. Nó kiểu như là một chiếc cào cào vậy, một chiếc cào cào đi touring. Thì mấy chiếc đó nó nhẹ, nó cực kỳ, nó nhẹ hơn hẳn so với những chiếc khác trong cùng phân khúc. Còn những chiếc nào mà nó là cái kiểu mà đi touring nhiều, đi on road nhiều mà cộng thêm một chút khả năng on road đó, như với cái dòng CV500X nè, hoặc là Triumph Tiger Sport không biết có nên xếp vào ADV không, nhưng mà Tiger 900 cũng vậy nữa. Thì mấy con đó nó siêu nặng luôn, con nào cũng lấy nó nặng thì là nặng. Chứ con này, con CV500X đời 2019 này trọng lượng khô là 198 kg, xăng nhớt nước làm mát, tổng vào nó cũng là hơn 200 mấy chục kg rồi. Sau đó là người sử dụng mua về xong rồi gắn đủ thứ linh tinh. Như mình là gắn khung chống đổ, ba ga, trọng lượng nó là lại thêm bao nhiêu là ký vô nữa. Chắc đây là cái đường cao tốc mình đang làm nè, dầu dây Phan Thiết. Thì như con xe này nè, gắn thêm 2 cặp 4 cái đèn trợ sáng, chống đổ phía đằng trước, ốp gầm, ốp đèn, ba ga, chống đứng, thay phuộc, mọi thứ chút thêm vào mà nó cộng lên. Con xe này bây giờ mà cân lên chắc phải hơn 250 kg. Quá là nặng đi. Ngày xưa thì thích để vào đủ thứ cho nó nặng hầm hố, tới cái lúc mà có thể chết mẹ. Tới rồi, mình đi lộn đường rồi. Mình có lẽ chắc đi lộn đường thiệt cơ. Đi lộn đường rồi, thôi quay ra. Mình ra có lẽ cái đường kia mới đúng, không phải đường này. Đường này là đường người ta đang làm đường cao tốc hoành ra. Thì đó thì nội trọng lượng của nó là 200 mấy chục ký, thêm đồ đạc mang theo nữa. Xe lúc nào nó cũng thật sự là quá nặng đi. Nên bây giờ là mình quải rồi, mình chỉ muốn cắt trọng lượng nó xuống thôi.
mình đang suy nghĩ tới cái việc là cắt trọng lượng của nó xuống. Vì thú thật là một phần là lý do tài chính thôi, mình không có đủ tiền để đổi một chiếc xe khác. Đây đường này mới là đúng nè, của họ mới đi đường này đấy. Chỉnh mấy cái túi lại. Rồi, đi thẳng đường này của ta đúng đây. Đoạn đường này vẫn còn đẹp. Cái đoạn đường sau thì nó khá là xấu. Giờ rồi, hy vọng là mình sẽ tới đó được khoảng lúc 5 giờ thì mình vẫn còn một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời nó lặn hết để chụp một vài tấm hình nếu được. Hôm nay là chủ nhật mà người ta vẫn đang làm, hy vọng là cái cao tốc này sẽ làm sớm, xong sớm để sớm đưa vào sử dụng, mai mốt mình đi mình có thể là sẽ sử dụng cái cao tốc này khá là nhiều, tại vì mình rất hay đi vào cái phía dọc miền Trung. Thì trở lại về cái suy nghĩ giảm cân cho em này, thì qua bao nhiêu là chuyến đi rồi, nhất là mấy chuyến đi gần đây á, mình cảm giác là chiếc xe này nó quá nặng so với khả năng thực tế của mình ở thời điểm bây giờ. Khi mà có chuyện gì xảy ra mà nó ngã xuống, mình một mình khó xoay sở lắm. Nên nếu mà được thì mình đang muốn là giảm cân cho em, thay cái chống độ này bằng cái chống độ của SW Motec, nhẹ hơn, nhỏ hơn, nhưng mà cái nào nó cũng đi kèm với cái giá của nó hết đó. Cái chống độ SRC này thì nó thật sự là cực kỳ nặng luôn, nhưng mà gần như là bảo vệ hết toàn bộ chiếc xe được, ngoại trừ cái phần bô. Giờ này cái bô của mình bị cà xuống đường mấy lần rồi, cũng khá là sót cái bô. Dù gì mua cũng mười mấy, 15, 16 cũ, mà bây giờ nó cũng hơi tàn tạ rồi. Phần đổi cho mình, giờ mình thấy mấy cái miếng ốp bảo vệ bô nó quá xấu đi, không có ốp vào. Thế bây giờ nó tè le ra hết trơn rồi. Cứ ngã xuống một cái là ở phía trên nó có chống độ thì nó còn đỏ nha, ở phía dưới á, cái bô á, nó chống hôi chống hoác à. Trời, đậu cái gì mà đậu. Nên nó cũng khá là buồn. Cũng khá là đắn đo. Nói chung là nếu mà giảm trọng lượng của nó thì cắt đi cái chống độ, ốp gầm,
thì mình phải thay bằng cái loại nào nó mà nhỏ và nó nhẹ hơn. Nhỏ và nhẹ hơn thì khả năng bảo vệ của nó cũng kém hơn. Cái xe của mình nói chung đó là đổ ngã nhiều lần rồi đó, nhưng mà và dàn áo nó còn chưa có vấn đề gì hết á, chưa có xây xát gì nhiều về dàn áo. Đó là do cái chống nổ SRC nó hoạt động rất là hiệu quả luôn. Đây chính là cái con đường mà hôm bữa có lẽ là cái anh tài xế kia anh nói với mình đây. Đó là mình phải vòng ra xong rồi mình đi con đường dọc trên núi. Nhưng mà đường này khá là hay đó chứ. À, nhìn xuống phía dưới kìa, quá là đã luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Đi một chặng đường rất là xa thì để ngắm nhìn những cái khung cảnh như thế này thôi. Mình không nghĩ là cái đường vào xã Phan Dục nó đẹp như vậy luôn á nha. Hơn mong đợi nữa. Để xem cuối con đường này thì nó sẽ là cái gì. Đó đó. Cái chỗ kia chính là cái đập lòng sông à. Đó, mình có thể nhìn đó, đó chính là cái đập lòng sông. Từ bên này nhìn qua là chính là ẻm đây. Đây. Chính là ẻm. Mà mình đang đứng ở đây có lẽ ngày xưa là có một cái miếu mà nó bị đập đi rồi. Đó, đó. Đó, phía đằng kia là đập lòng sông kìa.